Sau đây là 4 bước mà Ri chọn sách non-fiction. Bước 1 đầu tiên là phải mở ra cái phần này, coi thông tin về tác giả liền. Em họ làm gì, chuyên môn ra sao mà viết cuốn sách nội dung như vậy. Đâu phải cứ xuất bản sách là nói cái gì cũng đúng đâu, phải đủ uy tín chứ. Tiếp theo là phải mở sang trang mục lục. Cấu trúc triển khai chủ đề ngoài bìa như thế nào. Có những cuốn chỉ nói một thông điệp đơn giản nhưng mà viết thành nguyên một quyển luôn. Ri thì không khoái đọc mấy loại sách đó cho lắm. Bước 3 là các bạn phải ngồi đọc thử khoảng tầm 3 trang. Viết kiểu truyền cảm hứng chung chung, hay là hướng kể chuyện, hay là đưa nhiều dẫn chứng, thí nghiệm chứng minh luận điểm, tùy sở thích mà các bạn chọn ha. Như Ri là Ri thích sách có minh họa khoa học cụ thể chứ không có nói chung chung nè. Bước thứ 4 là Ri sẽ Google xem là sách này có ý kiến trái chiều gì không. Xem sách có bị chê gì không, hoặc là nhanh nhất là đi hỏi ChatGPT xem là sách có controversy gì. Đây là một kiểu đọc review ngược á, giúp cho mình kết luận rất là nhanh luôn. Nếu mà đã qua 3 bước trên thấy sách ok rồi thì việc sách có drama sẽ làm cho Ri hứng thú đọc nhanh hơn nữa.